tòa thánh mẫu, hội công đồng màu sáng đàn duyên. Mẫu lễ nhất thiên thiên cung thịnh mời, mẫu lễ nhất thiên thiên thanh vân công chúa thượng tiên gửi đi. Thôn quê đất phủ dày vân cát, thôn quê nghĩa hưng thiên bản, nhà Lý thành mẫu cải trần. Cột cách thanh tân hình sung, cột cách thanh tân 10 năm tình xa kết hôn nhật sướng tùy. Định nhật chí kỳ trên tiên cung, định nhật chí kỳ xe loan sớm lánh cõi tiền ai tường. Ấy ai là mến thương mày nhớ chẳng ngờ là để nợ hay duyên. Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị, trên trời sở trị trường sinh. Ngô nhang xà nhiệt pháp rơi ngắt mân, chưa phân hài hồi mất sao văn vì sư lên tường vân. Hành nghi phước ngân chưa vật nền toàn thân, nam mô ương mân gái bồ đắt ma đắt. Nam mô ương mân gái bồ đắt ma đắt. Nam mô ương mân gái bồ đắt ma đắt. Sở loạn thánh giá hồi cung, mong đệ nhì chúa tiên na cung thịnh mời. Mong đệ nhì chúa tiên na tích xưa hiện thành trong đến sông sơn. Chốn đồi ngang quỳnh tiên phố hát, riêng một bầu gió mát trắng thành. Trên na này hạt mưa nhiệt minh ương, xa dô tử đồng mô ương. Hoa đội đách thăng nương trí tâm kim cương, nhất chu viên thầm phương. Nam mô mân gái mô đàn ma đắt. Nam mô mân gái mô đàn ma đắt. Nam mô mân gái bồ đạt ma ta. Sở loạn thánh giá hồi cung, mẫu đệ tam chú tiên cung thịnh mời. Đệ tam chú tiên xích lân long tử ngự đền thoại cung. Sớm kết loan phòng tràn kính xuyên, sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiết mà đem lòng gieo hoan. Giới đình chân nhang phần người sung thiên thượng bề từ gần đại kim nô phong khoảnh các nhân huân tức miên man thầm phương. Tích nhật xa du miễn làm tiêu thái trước, nam mô mân gái bồ đạt ma tát. Nam mô mân gái bồ đạt ma tát. Dòng nhang khai quang thập nghi diệu về chứng từ trung ngã đích tăng cung sáng nghi phụ hoàng tuân đoàn thánh chúa tiên trung thương. Sở loạn thánh giá hồi cung, có lệnh truyền ra được thánh ông, có lệnh truyền ra quan quân tỷ bộ là chữ sinh vô minh đạo pháp nam thành. Đạo phạm nam thành giặc ngô binh, đạo phạm nam thành đánh đông dẹp bắc mọi nơi. Thánh giá hồi cung, đời xuân thì mở mang nam hải, đức đệ tam dòng dõi kim chi. Thánh giá hồi cung, hoài đường vương vô đế nhân này, đất vạn hương là đất này chấp ngoảnh. Thánh giá hồi cung, nhị vị đại hoàng tấu vương của đôi, tên gọi đại hoàng thông minh chính trực đàm đàm nhất toàn. Thánh giá hồi cung,
cờ bể tờ mờ nhát trông lên cờ bể tờ mờ chiếc thoi cô bé lức lờ biển xa thanh ra ôi cùng cầu quận khôn ngoan xanh tím đồn cầu bé quận khôn ngoan vua sai cầu trấn mê cự biệt cửa đồng thanh ra ôi cùng tam quang chiếu bao la thế giới vầng nguyệt soi sáng như rọi nam thiên đền thờ phong mê nguyệt vô
chẳng quá hoa sân mới nguyện thu đương tròn ra so bằng kim tốt học bị đẹp đoan thanh ai vẽ cho im một lo đức tính dùng mình trời thành hồ tiên sẽ mây đi xuống theo viện chi à.
đằng chúa soi sáng gần xa, soi cho non nước nở hoa bốn mùa, soi cho non tới sinh đẹp.
đây linh thiêng chùa về ngự quy chứng tâm cho đồng chứng tâm cho thanh đồng này bàn đồng tiếp lộc đề đa tháng mày ấm no buồn đời sau no buồn đời sau xuân hạ thu đông mong chữ bình
dâng một chiến nhang cấu về thoại phủ dương gian các tòa thiên đình chốn đó diêm la cấu về chốn đó vua cha độc đình một dòng là chúa thủy cung song nhang khai quang thập kỳ diệu ông về chứng đạt chung lá tít hương cung giang kim phụng hoàng lần cận thánh chúa tiên trùng vừa từ uy vấn chúng sinh cô ngã kim đình lệ long nhan thập cờ diệu ông về phản chiếu từ trung văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên quan vì tâu đốm xét biên rõ ràng về cho nhị đưa nhượng sinh ông bước chân ra ngày lành ông bước chân ra ngự đồng nhận lệ ông chứng lòng thành ông về nhận lễ trần gian tạ nam tào di cung hoán số hữu bắt đầu chư sổ trường sinh thịnh mời chư vị bách linh Trịnh giáng biến dành ngân lai
lắng. Đôi vầng ngọc soi dạng Nam Minh, người con vua thì quốc Hồng Đinh, đệ tam thái tử giáng sinh ngôi đền rồng. Gia tín chủ ai ai cũng thịnh vượng, hai nguyện buôn bán trăm đường, tiền tài lưu phát bạc vàng đề đăng. Nguyện tứ ma cho cung tài gặp bên, bốn nguyện cho phú quý sang giàu, năm nguyện quan độ được sống lâu, nhờ ơn quán lớn phúc lâu dầu bền. Dài dạng nghe mạnh rồng mấn ngân, chiếu hàn khôn ký vương tu nai, địa linh tiên giáp kỳ tài, anh hùng giáng thế bay dẹp loài xâm lăng. Chân giang khi lên hạt xuống biển, lạnh giang từ quý địa xanh, đền thờ quan tam tía kiệu vàng, lõng môn hồ phục thành bàn rất quý nghi. Hoa tức thì xa lâu đài điện ngạc, sân nước về thủy cũng một, có phen lấy ngọc lưu ly, đùng đùng sân nước phép thì ai. Qua đại giang sông Thao sông Cà, kéo quân về đóng ngã Ba Chanh, thành thơ ngâm phú vịnh đàn tranh chơi bời. Tám điện rồi về chơi thủy phủ, đóng cân đai áo mũ vào tâm, dăm ba đồng tử theo hầu vào tâu phương vùng xa châu mẫu. Cũng có khi phi phương biến hóa, vào Nghệ An thượng hạ đại giang, thuyền rồng treo quên buồm loan, khi chơi bạch hạc lúc sáng tam cờ. Có phen ngự, có phen ngự nạp đâu Bắc Điện, chờ ra đi đến huyện Thiên Tôn, dạo biệt thác cái hát con, khi chơi sông hát khi sang sông sao thần thơ tàn biến tam đạo thành ra hồi cùng tiệc ban loan thịnh, mời quan đệ tứ vốn con trời xa thành ra hồi cùng.
chính quán quê nhà, đến đi sang chính quán quê nhà, dầu thiên nghi đệ quan lớn tuần tranh tài tài. Việc sử chép mi hùng chiều thập mi bát mi đất mi địa linh bạch hạc đi nghi phong châu rừng nền xã tắc dài lâu nhớ ơn tiên tổ đời sau thiên đội vạn thơ quan tuần bây giờ ngày loạn giang anh linh trước là bảo gia đình sau chóc hết mi tà tinh phen này vì ra trần thế biết tay trần thế biết tay vì ra trần thế biết tay ngự lên đồng tử cứu dày nhân gian cứu đâu thời đó bình an sớ dựng lên quan vì tông đốn chép biên rõ ràng về cho nhị đứa trường sinh ca lăng thập gia ân từ vi vấn chúng sinh cô ngã kim đinh lệ lòng nhàn thập từ diệu ông về phả chiếu thiên tô sớ dựng lên thượng lai văn sớ dựng lên thịnh kinh quan đệ ngũ ngài chép biên do thường phi cho nhị vị tràn sinh
dẫn bát hài long giai. Việc triều đình luận bàn quốc sử, san khê bồ bộ chiếu phi quang. Ngỡ đồng chơi mình
viên bóng vĩ nước uy trời thủ kỳ đoan trang quan tần hiền hách quy hoàng ra tay để đồ trần gian được một con nguyện nị một con nguyện tích dương công đức cuối xin quan ngài ban phước hà sa xin ông mở nước hải hà độ cho non nước nhà nhà hưng long hai con nguyện giữ lòng trong sáng sám hối ông chẳng dám đơn sai xin quan Việt biển tại vì đường ba con nguyện đèn hương dâng tiến cuối dịp quan thương đến đồng xa độ cho nam nữ trẻ già ai ai cũng được mặt hoa ra hồng một lòng chí kính tu thiên lễ nghi chẳng tính với ai chỉ xin quan lớn giáng bản đền cho con được chữ lộc tài công danh bảy nguyện này nay năm nguyện trung thành với tứ phủ trước hội đồng văn võ bách quan cắn cao mở vụ tốt nhang khi làm tôi thanh chẳng tan sầu nghèo ông thầy họ Trương tu theo tiên giáo ông khai tâm học đạo đường linh khai cho đồng chí thông minh khai cho song nhân được tính được thường bày nguyện kinh tương tập phúc tích tiền xin nơi cõi tục lâm than xin nông mở phước thiên nhang cho các gia chủ tay hưởng bình an tháng ngày tám nguyện theo thầy bán thế quan lại lâm hải cứu hồ đô xin ông mang nước hoài đề tắm cho các đệ tử mọi bề thanh tao bái ông về khai chiếu căn duyên cho bà cô ông mãnh hậu tiên hiền siêu sinh tịnh độ phát lên trang đài nay mười nguyện sám hối hiệp dày lỗi xin ngài sáng tội dày ngài thương trước điện tòa tâm hướng bái đạo nguyện lòng cầu cho thánh đạo hưng long xin ngài vì hiền thiện thần thông độ